nhằm giảm tình trạng lái xe có nồng độ cồn gây mất an toàn, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị nhiều chủ quán phối hợp báo tin khi khách say xỉn vẫn lái xe. Tuy nhiên sau khi đề nghị này được đưa ra cũng gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Nhằm mục đích tuyên truyền đến những nơi phát sinh là các quán bia, nhà hàng, lực lượng cảnh sát giao thông đã có đề nghị các chủ nhà hàng, quán bia báo tin cho lực lượng chức năng khi khách say xỉn mà vẫn cố tình tự điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu chủ quán làm như vậy chẳng khác nào đuổi khách tự chặn con đường kinh doanh của chính mình. Thay vào đó, nên làm băng rôn kết hợp với các quán bia nhà hàng tuyên truyền sẽ hợp lý và hiệu quả hơn. Cũng có một số chủ quán cho biết để giữ an toàn cho khách, quán sẽ hỗ trợ tiền để khách đi xe ôm, taxi, giữ xe khách qua đêm miễn phí. Việc Cảnh sát Giao thông vận động chủ quán nhậu nằm trong cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn của Bộ Công an. 15 đội trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng chính quyền địa phương tuyên truyền xử lý hành động sai xỉn, lái xe gây mất an toàn. Trước đó, đội cảnh sát giao thông Bến Thành quận 1 đã vận động yêu cầu chủ nhiều quán bar, nhà hàng ở trung tâm thành phố ký cam kết với nội dung tương tự. Theo nghị định 100, tài xế chỉ cần nồng độ cồn vượt mức không sẽ bị xử lý. Mức phạt cao nhất với người đi xe đạp là 600 000 đồng, xe máy 8 triệu đồng, ô tô 40 triệu đồng, tức giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.